Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nếu chỉ dựa vào xuất khẩu lao động, Việt Nam sẽ mất đi nhiều cơ hội. Ngày 15 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài, chuyên gia xuất khẩu lao động không có lợi cho Việt Nam về lâu dài. AFA cho biết, trong bối cảnh nhiều ngành hàng kinh tế của Việt Nam đều không có đơn hàng, phải đóng cửa hoặc giảm nhân sự hàng loạt, thì xuất khẩu lao động được coi là một cái phao cứu nguy cho nền kinh tế, cũng như mang lại cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam. Năm 2023, lượng kiều hối đổ về Việt Nam cao kỷ lục với 16 tỷ đô la, chiếm khoảng 4% GDP và tương đương 2 phần 3 tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân của Việt Nam. AFA dẫn một bài viết được đăng tải trên trang web Fullroom ngày 4 tháng 3, có tựa đề tạm dịch là xuất khẩu lao động của Việt Nam, lợi ích kinh tế hay tai họa cho sự phát triển. Trong đó, tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang nhận định rằng, chính phủ Việt Nam coi xuất khẩu lao động là giải pháp then chốt để phát triển nguồn nhân lực, giải quyết vấn đề thất nghiệp, tạo kiều hối và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Vì vậy, kể từ năm 2010, hơn 1 phần tư triệu người Việt Nam đã ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng ngắn hạn. Và đây là hình bài trên RFA. Theo RFA, do đó, Bộ Lao động tiếp tục đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2024, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Đức. HFA dẫn đánh giá của thạc sĩ luật học Trịnh Khánh Ly, người từng làm việc cho Tổ chức Lao động Quốc tế tại Hà Nội nói rằng, nếu đưa lao động có chuyên môn kỹ thuật, trình độ cao đi xuất khẩu lao động tại những nước có nền kinh tế phát triển để tiếp thu thêm những kiến thức, kỹ năng chuyên môn và trở về phục vụ đất nước, thì đây là một lợi thế. Tuy nhiên, nếu lực lượng lao động này không trở về thì đó là tổng thất cho đất nước. Mà số lượng lao động trình độ cao ra nước ngoài làm việc rồi quay trở về Việt Nam là rất ít. Dù lượng kiều hối tăng cao, mang lại lợi ích cho kinh tế, tuy nhiên, theo tiến sĩ Khánh Ly, chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động của Việt Nam là không phù hợp và không có lợi về lâu dài đối với kinh tế và xã hội Việt Nam. Nguyên do, theo bà Khánh Ly, vì những lao động không có trình độ đi xuất khẩu lao động đều rất trẻ, phần lớn không nói được tiếng sở tại, khó tiếp cận được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn của các nước phát triển. Sau khi trở về, họ đã trở thành lao động lớn tuổi, sức khỏe suy giảm, lại không có kiến thức, kỹ năng chuyên môn khiến họ khó tái hòa nhập cuộc sống tại Việt Nam. Và đây là hình ông Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo tối cao của Việt Nam, người quyết định mọi chính sách quốc gia. Bà Khánh Ly nhận định rằng nhóm lao động này ở nước ngoài đã và đang gặp rất nhiều rủi ro như phí môi giới quá cao mà tiền lương lại thấp, khiến nhiều người bỏ trốn và làm việc bất hợp pháp. Ngoài ra, Việt Nam vẫn chưa thiết lập được một hệ thống quản lý và hỗ trợ lao động Việt Nam tại các nước sở tại, vì vậy khó có thể hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi một cách hiệu quả cho họ khi cần thiết. Mặt khác, theo ông Nguyễn Khắc Giang, xuất khẩu lao động cũng kèm theo nhiều thách thức hệ lụy cho xã hội. Ví dụ, nguy cơ tan rã cấu trúc gia đình truyền thống. AFA dẫn lời chị Tê ở Bắc Giang, có chồng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan nói rằng, nhiều gia đình có một người đi, một người ở nhà thì dễ nảy sinh vấn đề lắm. Nhưng mà giờ ở quê mình kinh doanh thất bại thì phải đi thôi. Tiến sĩ Giang cho rằng, xuất khẩu lao động nên được tiếp cận như một đòn bẫy tạm thời, chứ không phải là động lực tăng trưởng vĩnh viễn. Việt Nam phải xây dựng một chiến lược dài hạn nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xuất khẩu lao động, tập trung vào phát triển thị trường lao động trong nước cạnh tranh, nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động. Đồng quan điểm bà Khánh Ly cho rằng, Việt Nam nên chú trọng hơn vào việc đào tạo lao động để phục vụ cho các ngành sản xuất đang ngày càng đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế. Nếu không kịp thời thay đổi chính sách thì Việt Nam sẽ mất nhiều cơ hội khi mà chỉ hơn 10 năm nữa sẽ qua giai đoạn dân số vàng và bước vào giai đoạn dân số già. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nếu chỉ dựa vào xuất khẩu lao động, Việt Nam sẽ mất đi nhiều cơ hội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vì sau 42.000 nạn nhân đích thực trong vụ án Vạn Thịnh Phát không được đền bù. Ngày 12 tháng 4, AFA tiếng Việt bình luận tử hình Trương Mỹ Lan có giải quyết được tiền đền bù cho 42.000 người bị hại hay không. AFA cho hay ngày 11 tháng 4, tòa án thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình bà Trương Mỹ Lan với cáo buộc tội tham ô tài sản. AFA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh chỉ ra rằng nhà nước nói về thiệt hại mà SCB bà Lan gây ra nhưng không nói gì đến việc ai sẽ đền bù cho các khách hàng gửi tiền cho SCB. Ông Mạnh phân tích rằng, thực tế, SCB chỉ là trung gian, nguồn tiền mà bà Lan biển thủ là tài sản thuộc sở hữu của hơn 42.000 khách hàng gửi tiền vào ngân hàng SCB. Vì vậy, 42.000 khách hàng này mới là nạn nhân đích thực của vụ án. Tuy nhiên, không một ai trong số 42.000 nạn nhân được triệu tập đến tòa với tư cách bị hại là một điều phi lý. Và đây là hình bài trên RFA. AFA cũng dẫn quan điểm của giáo sư Vũ Tường, trưởng khoa chính trị học Đại học Oregon cho rằng khi SCB chưa bị giải thể thì có nghĩa là chính phủ Việt Nam vẫn hy vọng cứu được nó. Theo giáo sư Vũ Tường, về mặt luật pháp, nếu SCB vẫn cho khách hàng rút tiền thoải mái thì chưa thể nói là khách hàng bị thiệt hại. Nếu SCB không còn tiền để chi trả cho người gửi tiền thì lúc đó SCB phải tuyên bố phá sản hay chính phủ phải giải thể hoặc đóng cửa SCB. Nếu ở nước khác, có lẽ người gửi tiền đã làm việc này từ lâu. Tuy nhiên, không rõ ở Việt Nam họ có bị đe dọa nếu tìm cách làm việc này hay không. fa nhận xét hệ sinh thái vạn thịnh phát với hơn 1.000 công ty mà như cáo trạng phần lớn là để rút tiền từ SCB cho thấy vấn nạn sở hữu chéo ở Việt Nam. Một người vừa sở hữu ngân hàng, vừa sở hữu nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác có thể lấy tiền từ tay này tức ngân hàng cho tay kia tức các công ty khác của mình vay luật sư Đảng Đình Mạnh cho rằng trong phiên tòa, bà Lan khai về sự nhờ vả của các quan chức cao cấp thuộc Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước. Điều này có thể là sự thật. Tuy nhiên, bà Lan không thể chứng minh những lời khai của mình bằng chứng cứ có thể kiểm chứng được. Cho nên, những lời khai ấy không giúp gì cho bà trong việc đánh giá nguyên nhân phạm tội cũng như lượng định hình phạt. Và đây là hình bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo luật sư Mạnh, đây là vụ án lớn nhưng lại không có bất kỳ quan chức nào thuộc bộ tài chính hoặc ngân hàng nhà nước, vốn có chức năng quản lý nhà nước, đứng ra chịu trách nhiệm pháp lý là đều hết sức vô lý. Nhận xét về nạn sở hữu chéo, luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, đây là vấn đề nan giải. Với tình hình chính trị trong nước hiện tại, việc duy trì chế độ độc tài không có sự kiểm soát, kiềm chế quyền lực quốc gia sẽ tiếp tục là môi trường sản sinh nạn tham nhũng ngày một trầm trọng hơn. Do nên, sau vụ án này thì những phiên bản Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan, SCB sẽ lại tái sinh với những tên gọi khác. Do đó, tôi không thấy có bất kỳ giải pháp nào khả dĩ khắc phục, ngăn chặn chúng nếu Việt Nam vẫn còn tồn tại chế độ độc tài. Giáo sư Vũ Tường thì cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát cho thấy khu vực tài chính của Việt Nam rất bấp bênh và điều này thì không có gì mới. Những nhà đầu tư dám vào Việt Nam thường phải chấp nhận mức rủi ro rất cao. Theo giáo sư Tường, Ảnh hưởng chính trị của vụ án này là suy giảm niềm tin vào đảng Cộng sản và chính quyền. Giáo sư Vũ Tường chỉ ra rằng doanh nghiệp nước ngoài gần đây đã có dấu hiệu lo lắng về việc trấn áp doanh nhân nếu các phe phái trong đảng tiếp tục thanh trừng lẫn nhau như trong vụ này. Ông đặt ra giả định về phản ứng của giới doanh nhân trong nước là nếu tôi là một trong các vị doanh nhân chưa bị bắt, tôi sẽ liệu tìm cách đem vốn liếng ra nước ngoài càng sớm càng tốt vì không biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao 42.000 nạn nhân đích thực trong vụ án Vạn Thịnh Phát không được đền bù? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.